Từ sáng sớm, các đoàn đại biểu đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình Thượng tá Lê Văn Nghĩa và Thiếu tá Nguyễn Anh Tú, gồm đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Tỉnh ủy Bình Thuận, đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, cùng nhiều cá nhân và đơn vị trong và ngoài quân đội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã gửi vòng hoa đến viếng. Theo thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền, trưa ngày 16 tháng 4, hai chiếc máy bay Su-22 của Trung đoàn 937 thuộc Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân đang bay huấn luyện trên vùng biển gần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận thì mất liên lạc với sở chỉ huy. Hai chiếc máy bay được xác định đã rơi xuống biển. Hai phi công gặp nạn là phi công Lê Văn Nghĩa và phi công Nguyễn Anh Tú. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có quyết định truy phong quân hàm trước niên hạn từ Trung tá lên Thượng tá đối với liệt sĩ phi công Lê Văn Nghĩa và truy phong quân hàm trước niên hạn từ Đại úy lên Thiếu tá đối với liệt sĩ phi công Nguyễn Anh Tú. Lễ truy điệu Thượng tá Lê Văn Nghĩa và Thiếu tá Nguyễn Anh Tú diễn ra vào trưa cùng ngày. Lễ hỏa táng diễn ra vào buổi chiều tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, sau đó sẽ đưa đi an táng tại quê nhà, Hà Nội và Hải Phòng, theo ý nguyện của gia đình.